Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Nga nóng mặt trước quyết định của Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân. Điện Kremlin cho biết quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga cho thấy sự can dự sâu sắc của Washington vào cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31 tháng 5 tuyên bố, Moscow đã biết về những nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp quyết định của tổng thống joe biden cho phép ukraine sử dụng vũ khí của mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu sự chấp thuận được đưa ra sau nhiều ngày tổng thống biden phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh phương tây và tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhà lãnh đạo ukraine cho rằng việc trì hoãn sử dụng vũ khí phương tây đã phải trả giá bằng mạng sống chính phủ Đức cũng tuyên bố sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga giáp khu vực Kharkov để tự vệ trước các cuộc tấn công của Moscow. Trong chuyến thăm Uzbekistan hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công. Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, Tổng thống Nga cho biết. Ông Putin cũng đưa ra lời đe dọa ngầm đối với các thành viên châu Âu nhỏ hơn của NATO, nói rằng họ nên biết rằng họ đang đùa với lửa vì họ có diện tích lãnh thổ nhỏ và dân số đông đúc. Trước quyết định của ông Biden, các đồng minh phương Tây khác gồm Anh, Pháp, Hà Lan và Tổng thư ký NATO cũng cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga ông dmitry medvedev cựu tổng thống nga và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nước này gọi quyết định của tổng thống biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước nato trực tiếp kiểm soát đây không phải là hỗ trợ quân sự đây là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi ông medvedev nói đồng thời cảnh báo nga sẽ phá hủy bất kỳ vũ khí phương tây nào được sử dụng để tấn công nước này cả ở ukraine và lãnh thổ của các quốc gia khác Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Ông tuyên bố đây không phải là lời hăm dọa hay nói đùa. Sự chấp thuận của các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Pháp đang có kế hoạch đưa các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine, khiến nước này trở thành nước đầu tiên công khai triển quân trên bộ ở Ukraine tổng thống pháp emmanuel macron có thể công bố động thái này vào tuần tới trong chuyến thăm của tổng thống zelensky tổng thống putin cho biết động thái của pháp sẽ khiến tình hình leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu và một số quan chức cấp cao ở moscow cho biết các huấn luyện viên pháp sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội nga lực lượng nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần ukraine vào tuần trước mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật động thái này được cho là cảnh báo của nga về việc phương tây không nên leo thang căng thẳng hơn nữa kể từ khi bắt đầu xung đột ở ukraine washington đã bày tỏ lo ngại nguy cơ kích động nga đáp trả hạt nhân và lôi kéo mỹ cũng như nato vào cuộc xung đột trực tiếp với moscow tuần trước nga đã thể hiện sự tức giận trước hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine nhằm vào các trạm radar của moscow đó là những địa điểm nhạy cảm vì nga có thể nhận thấy rằng khả năng răng đe chiến lược của họ đang bị nhắm tới điều này có thể làm suy yếu khả năng của nga trong việc duy trì răng đe hạt nhân chống lại mỹ một quan chức mỹ nhận định cơ sở năng lượng Kiev bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga. Ukraine tuyên bố chặn tên lửa hành trình và 4 UAV tự sát Nga nhằm vào Kiev, nhưng mảnh vỡ đã làm hư hỏng hạ tầng năng lượng thành phố. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga rạng sáng nay triển khai một tên lửa hành trình iskander và 4 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed 136 trên 131 nhằm vào thủ đô Kiev, đồng thời phóng 5 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300 trên 400 để tấn công mục tiêu ở tỉnh Kharkov lực lượng phòng không đã bắn hạ tên lửa Iskander K trên vùng trời Kiev cùng 4 máy bay Shahed ở ranh giới tỉnh Kiev, Zaporizhia và Dnipro. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập tới 5 quả đạn S-300 trên 400. Shekhi Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, trước đó tuyên bố toàn bộ mục tiêu trên không đều bị đánh chặn và không có người bị thương nhưng mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hại hạ tầng năng lượng và lưới điện ở thủ đô Ukraine. Công ty điện lực tư nhân Ditech lớn nhất Ukraine nói rằng đoàn tập kích đã phá hủy một cơ sở năng lượng và làm hư hại mạng lưới truyền tải điện ở quận Holoskiy phía nam Kiev. Năng lượng tại khu vực này đã được khôi phục nhờ các nguồn cung cấp dự phòng, nhưng một số khu dân cư và doanh nghiệp vẫn bị mất điện. Cuộc tấn công có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những đoàn tập kích lớn, vốn huy động hàng chục tên lửa và UAV nhằm vào Kiev và các tỉnh miền Trung, miền Tây Ukraine trước đó. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng UAV và tên lửa kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 4 nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch vi quân sự hóa của Moscow. Ông thêm rằng hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu khi xung đột bước sang năm thứ ba. Nga phóng tên lửa siêu thanh giao găm tấn công chính xác cơ sở chiến lược Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công khác bằng tên lửa Kinha siêu thanh vào khu huấn luyện Yarovsky ở vùng Lys. Cơ sở này, theo một báo cáo, không chỉ được sử dụng bởi quân đội Ukraine mà còn có cả người nước ngoài tại khu huấn luyện zarorosky binh sĩ ukraine được huấn luyện về chiến thuật kỹ thuật và y tế cũng như học cách vận hành thiết bị quân sự cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống huấn luyện của lực lượng vũ trang ukraine đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao và tính chuyên nghiệp của quân nhân ukraine khu huấn luyện zarorosky cũng được sử dụng là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí thiết bị quân sự và đạn dược do phương tây cung cấp tới các khu vực phía đông ukraine điều này khiến nó trở thành mục tiêu quan trọng đối với nga theo các nguồn tin, hiện chưa rõ về con số thương vong cũng như thiệt hại sau cuộc tấn công của Nga. Đây không phải là lần đầu tiên khu huấn luyện này bị Nga tấn công bằng tên lửa. Trước đó, tháng 3 năm 2022, khu huấn luyện Yavorovsky đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Những cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine, làm suy yếu đáng kể khả năng huấn luyện. Việc phá hủy một trung tâm hậu cần quan trọng cũng làm chậm quá trình cung cấp vũ khí, trang thiết bị, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chiến đấu của lực lượng ukraine trên mặt trận cuộc tấn công lớn nhằm vào khu huấn luyện yavoroski cho thấy nga đang tiếp tục mục tiêu làm suy yếu lực lượng vũ trang ukraine và suy yếu khả năng huấn luyện cũng như hậu cần của họ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm mục đích gây bất ổn và phá hủy khả năng quân sự của đối phương việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinha cũng nhấn mạnh sự quyết tâm của nga những tên lửa này có độ chính xác cao và tốc độ nhanh khiến chúng gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không hiện đại Nga coi F-16 của NATO ở Ukraine là tín hiệu hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Moscow coi F-16 của phương Tây ở Ukraine là mối đe dọa hạt nhân, song khẳng định vũ khí này cũng không thể thay đổi tình hình chiến trường Ukraine. Trả lời phỏng vấn Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của Liên minh quân sự này. Máy bay chiến đấu F-16 từ lâu đã là phương tiện vận chuyển chính trong khuôn khổ cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung của NATO. Vì vậy, chúng tôi không thể không coi việc cung cấp các hệ thống này cho Ukraine là một hành động báo hiệu có chủ ý của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Họ đang cố gắng nói rõ với chúng tôi rằng Mỹ và NATO đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không để làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào. Những máy bay này cũng sẽ bị phá hủy như những vũ khí khác mà NATO đã cung cấp cho Ukraine, ông Lavrov cảnh báo. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, về cung cấp vũ khí có sức tàn phá ngày càng tăng cho Ukraine, cho thấy phương Tây không có dấu hiệu thiện chí chấm dứt xung đột. Ông cũng tuyên bố thêm, các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga và Belarus sẽ khiến các đối thủ phương Tây hiểu rõ về hậu quả của việc leo thang. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc tập trận Nga-Belarus tổ chức những ngày này để thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ khiến đối thủ của chúng tôi phải lý trí, nhắc nhở họ về hậu quả tham khốc của việc leo thang hạt nhân hơn nữa, ông nói. Những bình luận trên được đưa ra sau khi có thông tin Ukraine có thể tiếp nhận những máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ trong vài tuần tới. Mỹ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cam kết chuyển các máy bay F-16 thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất cho Kiev. Ước tính Ukraine có thể nhận được hơn 100 máy bay loại này. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 có khả năng mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom, trong đó có bom hạt nhân. Hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo nói rằng Moscow sẽ coi F-16 mà Ukraine sắp tiếp nhận là mối đe dọa hạt nhân và việc phương Tây chuyển giao chúng là hành động kiêu khích. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Kiev và các nước phương Tây đang đẩy cuộc xung đột tại Ukraine đến ganh giới không thể quay đầu. Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm qua, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ tăng cường kho hạt nhân và có thể dỡ bỏ những hạn chế đối với hoạt động triển khai tên lửa nếu Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu hay châu Á. Chúng tôi không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răng đe hạt nhân vì tên lửa Mỹ sẽ có khả năng tấn công các trung tâm chỉ huy, các cơ sở trong kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi, ông cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo